Vỗ tay được không ạ? Vâng, có thể anh chị đã rất là quen thuộc với lại chiếc đường phố, một anh chàng lúc nào cũng thuộc cái chùm tóc trên đầu, chuyên gia hát ở trong chợ bán bằng chải đánh răng. Vâng, đặc biệt tối đêm nay chiếc đường phố. Rồi xin mời anh chào khán giả của anh. Alo. Vâng, lần đầu tiên tôi xin gửi lời chào tới tất cả mọi người ở đây. Em quê Hải Phòng, mới xuống đây được mấy hôm tham quan trong khu đất Sài Thành ạ. Vâng, lần này thì chiếc đường phố có về Sài Gòn thì cũng một tin rất là vui đến với những người yêu mến anh. Những người yêu mến chiếc đường phố Thanh Bằng Chải thì cũng có rất là nhiều, ngoài Bắc cũng có, trong Nam cũng có. Vâng, và mở đầu chương trình tối đêm nay, em xin gửi tới tất cả quý vị ca khúc đầu tiên, ca khúc được mang tên. Vâng, ca khúc được mang tên Không Phải Dạng Vừa Đâu, quý vị cho mình cú chạm vào tay được không ạ? Tôi ước bao vợ anh này, chỉ tôi ước nào và tận đời. Không may mắn để biết phải tận đời rồi chỉ khi câu.
tôi quân quân mẹ quê núi rừng mình mùa xưa mời em một lần rời xa nơi đã yên vui lên đây thăm lính ở trên rừng chúc mọi người ăn buổi tối thật là vui vẻ. Anh chỉ là bón lại đây một tầm 10 năm trước thôi. Bây giờ kính thưa các anh chị, toàn là nhân vật thứ ba, xíu nữa là anh mà ra là chị hết hồn luôn. Thành phố thân về vui đồng vui chân mùa là quê phở đang đồn ta đây chẳng ai thương em tên lại không rượu mềm môi không đánh không trà chẳng hợp vừa trả thân lại mừng xuân bằng vân lương cô con dao thừa bằng đèn vừa rồi của tất cả quý vị đã dành cho Thánh Bằng Chải Chiếm Đường Phố. Vâng, kính thưa tất cả quý vị, và ngay bây giờ sẽ là nhân tố bí ẩn tối đêm nay. Em muốn dành một sự bất ngờ tới cho tất cả quý vị, những quý vị nào đã từng ở Bùi Vị Nhậu, đã từng mua kẹo cho Bùi Vĩnh Phúc thì hôm nay anh chị sẽ rất là vui. Và ngay bây giờ cũng là món quà của em gửi tới tất cả quý vị. Vâng, vâng. Một, em xin tả ca sĩ này thôi, rồi sau đó anh chị tự phát hiện. Ai phát hiện rồi thì vỗ tay thật lớn để em biết là anh chị đã phát hiện ra rồi nha anh chị ơi. Một ca sĩ không đẹp trai, hát cũng được thôi. Một tháng ra 150 em đi. Có phải anh chị có thể là lớn tên ca sĩ này để anh ra đâu ạ? Cần liệt ra
rơi cái là lượm luôn mà chết luôn á. Vâng, rồi bỏ nó ra anh. Rồi, cảm ơn anh đã trả nó. Tiếp với chương trình. Vâng, tối đêm nay bộ ba phép thuộc tụi em tới đây. Vâng ạ, lệ rơi đến từ Hải Dương, Bùi Vĩnh Phúc thì bán kẹo kéo ở Sài Gòn và Thánh Bằng Chải ở Hải Phòng bán bằng chải chiếm đường phố. Vâng ạ, và kính thưa tất cả quý vị, ngay bây giờ sẽ là vài câu lệ rơi gửi tới tất cả quý vị, đặc biệt là lệ rơi rất là run cho nên khó nói lắm nha, anh chị cũng ráng thông cảm cho lệ rơi. Alo, thì lời đầu tiên cho lệ xin gửi lời chào tới cô dì chú bác tất cả quý vị. Vâng, và ngay bây giờ sẽ là ca khúc Em của ngày hôm qua. Chia tay trong em cũng có nhiều khó khăn, tình yêu chỉ giữa cho em là rơi xa, để mình dấu cái tim anh từng buông tay anh được câu mà và từng mắt yêu đuôi đâu cũng quay lại với anh, nhưng rằng không biết qua đâu cho lớp của một người cho tôi kia là bắt đầu vẫn rơi thì em có bơi về là bất ngờ đừng nhìn anh nữa đôi mắt ngày xưa giờ ở đâu em còn là em đã khóc rồi em muốn quay lưng quên nguyên đi à. Từng nhớ trong em sẽ còn xa xôi, không muốn ngồi mình trong mơ, không muốn đi tìm giấc mơ ngày hôm nào. Em của ngày hôm qua, xin ngờ là em của ngày hôm qua. Đừng bao bọc anh một mình lấy đôi, đừng lại còn xoa nghe đi kia. Mưa đồng khổ, mưa ta bụt lồn, đừng anh ngồi đây. Chơi chơi thật lúc vui vẻ là ta chơi đường, tại giấc mơ thì là quá xa. Em không còn biết là nếu không tiếp tục là hai sự cố. Đừng có mong xa mạnh mẽ và là em vậy đi. Tạm biệt em, nhắm mắt lại và hãy nghĩ đi em. Đâu là em sống cho mình em, phải sống em người. Bây giờ lẽ nói là kẻ xế rồi. Từ từ vừa bay đến anh, đừng nhìn anh như đôi mắt ngày xưa, giờ ở đâu còn là em và khác rồi. Em muốn quay lưng quên nước đi à? Tình yêu trong em thì toàn giả dối, không muốn vùi mình trong ai, không muốn đi tìm giấc mơ ngày hôm nay. Kẹt xe lắm rồi ạ, bạn em phải dừng tạm dừng chương trình này đây để cho con đường này thông ạ. Đấy, một nụ cười bằng 10 thang tốc bổ để làm cho mọi người cười rất là khó. Và anh Lệ đã làm được cho mọi người cười. Cái điều đấy là... Vâng ạ, chương trình tụi em xin tạm dừng tại đây. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị đã dành những tình thương đến anh Lệ rơi. Nhưng mà nếu mà chúng ta cứ đứng dậy kẹt xe rồi, vâng ạ, xin anh chị thương tình. Vâng ạ, có nghĩa là chúng ta sẽ tách nản ra, giãn ra. Vâng ạ, cho một tràng vỗ tay cuối cùng dành cho Lệ rơi được không ạ?